Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mình. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ quay một số clip nữa. Quay một số clip nữa cho các bạn xem. Anh em mình cùng giao lưu với nhau nha. Đây, mình chỉ đánh cửa ấp thôi. Cờ tướng thì đánh nó hơi gà. Rồi, ok, để mình quay vô game cho nó rõ ha. Ở đây nó hơi mờ. Rồi ok, để mình quay vô game cho các bạn xem. Nhớ cái nick của mình và kết bạn và giao lưu nha. Ok, xin chào. Vào game nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì hôm nay mình xin bắt đầu. Bây giờ mình vô trang gigavn.com ha. Rồi, vô một cờ up. Rồi mình xem đối thủ 1-1-1-5-1-1. Ok, ngang ngửa với mình. Sẵn sàng ha. Thắng là 899, thua là 793, 100 ván. Ồ, đi rồi. Có một đối thủ khác vô. Ok, sẵn sàng. Bắt đầu. Mình đi trước nha. Lên. Lên. Hai con chốt. Lên. Wow. Được con pháo rồi. Mình lên hết dàn chốt đầu luôn. Xe. Thí. Mất con pháo rồi. Chạy mã thôi. Vào. Cờ này ổn quá các bạn. Cờ này ổn quá. Bắt chốt này luôn. Ăn con chốt này luôn. Về đây mình qua đây không cho con mã lên luôn. Quân sĩ chuẩn bị mình ra tướng nè, ra tướng nè các bạn, ra tướng thôi. Ra tướng ra xe. Mình đi đâu nhỉ? Lên bắt con sĩ đi. Giết con mã cái. Bắt con sĩ đi. Vô cờ gì chơi nữa. Rồi đối thủ đã đầu hàng. Dân mới thôi. Nói chung là cờ này, nước cờ đầu mà ra cờ tốt dễ thắng lắm. Lên tượng thôi. Hay quá. Chiếu tướng một cái. Lên cản lại. Chiêu tướng ăn xe. Chiêu tướng ăn xe. Chiêu tướng cản lại thôi. Sĩ à, sĩ à, mình về đây giữ lại. Chống sĩ thôi. Lui vậy đó. Giữ pháo là thôi. Bỏ con mã, bỏ con mã. Bỏ con mã thì mình dí thôi. Lên con chốt.
Wow. Wow. Đúng rồi các bạn ơi. Lên. Với bạn ăn kiểu đó lụm bỏ con tượng lụm không tượng thôi vậy thôi. Chạy ra đó, chạy ra đó đang làm gì? Chạy ra đó để làm gì? Lên sĩ. Thua rồi các bạn ơi, thua rồi các bạn ơi, thua rồi các bạn à. Cờ này mã hay quá, thôi đầu hàng. Đánh dân mới cho nhanh. Bạn mở cờ đỏ quá. Mình lên con xe nè, con pháo đây, pháo sĩ sĩ luôn. Mà mình chống con tượng lên. Lên con mã. Wow. Lên con sĩ thôi, bạn sẽ ra con tượng nè. Thích thí hả? Thích thí thì mình thí thôi. Sức tướng ra, mình chống con tượng lên. Ba con à, tiêu tướng. Chống con tượng thôi, hay lắm, hay lắm. Hay lắm các bạn. Đi vậy chi vậy ta? Đi vậy để làm gì vậy ta? Ăn vào con này. Bắt con sĩ thôi. Chấm. Chấm con sĩ. Lụm thôi các bạn ơi. Cờ này thí mới được.
Cờ này phải thí mới được. Chạy ra. Phải thí mới được các bạn à. Phải thí mới được các bạn ơi. Phải thí mới được các bạn ơi. Cờ này phải thí mới được. Phải thí mới được. Cờ này phải thí mới được các bạn à. Phải thí mới được các bạn ơi. Cờ này phải thí. Cờ này phải thí. Cờ này là cờ phải thí. Không thí là các bạn coi thường mình lắm. Cờ này là cờ phải thí các bạn. Phải thí các bạn. Cờ này là cờ phải thí. Buộc phải thí. Cờ này là cờ phải thí. Các bạn chơi lấn lướt mình thì đâu có được. Chiến tướng chạy vô. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi cho mình xem nha. Đi đâu thì đi cho mình xem nhỉ. À, đúng. Đi đâu thì đi cho mình xem. Đi đâu thì đi cho mình xem. Đi đâu thì đi cho mình xem coi. Đi đâu thì bạn đi cho mình xem cái. Đi cho mình xem cái. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi cho mình xem với. Đi đâu, 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 đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà vàng phải dây. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Xác định rồi bạn ơi. Cờ tuyệt vời.